Xin chào các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, khi bắt gặp một ai đó gặt hái thành công, đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp của họ, chúng ta thường nảy lên suy nghĩ rằng, ước gì mình cũng thành công như thế. Cũng phải thôi, có ai mà không thích thành công, có ai mà không cảm thấy tự hào khi mình được người khác ngưỡng mộ, khâm phục, yêu mến. Thế nhưng, bạn thân mến, thứ mà chúng ta nhìn thấy là thành tựu, là chiến lợi phẩm, là tất cả những gì vinh quang nhất, hào nhoáng nhất của họ mà không biết được rằng họ đã phải trải qua những gì, thậm chí đánh đổi như thế nào để có được những thành quả tuyệt vời đó. Thành công là thứ không dễ dàng để có được mà nó được tạo nên bởi ý chí và nghị lực của mỗi người. Và nếu như chịu khó quan sát, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của những tấm gương thành công nổi tiếng trên thế giới, bạn sẽ nhận ra ý chí, nghị lực của họ được hun đúc và tôi luyện nên từ 5 đặc điểm tính cách sau đây. Nếu sở hữu một trong 5 đặc điểm này, bạn chính là người có thể thu hút thành công, giàu có, tài lộc đấy. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Đặc điểm đầu tiên, sự khiêm tốn. Khiêm tốn được hiểu chính là một đức tính tốt đẹp của con người chúng ta. Sự khiêm tốn của chúng ta được thể hiện qua những lời nói, hành động và cử chỉ của con người đối với con người. Đức tính khiêm tốn giúp cho chúng ta có thêm động lực sống tốt, tinh thần sống tốt, giúp cho con người sống tích cực hơn. Khiêm tốn là một yếu tố cần thiết trên con đường thành công. Nhiều người mơ trở thành tỷ phú để có thể mua biệt thự, siêu xe, du thuyền, thậm chí máy bay riêng, trong khi chính những tỷ phú thừa tiền để có thể sở hữu những thứ đó lại lựa chọn một cuộc sống khá khiêm tốn. Hầu hết những tỷ phú trong danh sách này đều làm việc vì đam mê. Đó cũng chính là lý do những thành quả do công việc mang lại luôn mang đến cho họ nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn bất kỳ thứ vật chất nào mang lại. Nghĩa là họ không cần phải chi nhiều tiền hơn để cảm thấy tốt hơn. Cũng vì vậy mà những người cực giàu có như Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Carlos Slim Helu, v.v. lại luôn lựa chọn lối sống khiêm tốn. Có một nhà triết gia đã từng nói như thế này: bất kỳ người nào tôi gặp đều có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi bắt chước. Câu nói của ông cho đến thời điểm này nó vẫn đúng và tôi cảm thấy nó đáng để cho tôi phải học tập theo. Đúng vậy, núi cao còn có núi cao hơn. Đến cỗ máy còn chưa hoàn hảo, huống chi con người chúng ta. Rồi trong cuộc sống, bạn sẽ gặp những người hơn bạn ở điểm này điểm kia, và đó lại chính là điểm khiếm khuyết của bạn, khiến cho bạn phải học tập theo. Nếu như bạn nhận ra được điều đó, thì bạn là một người khiêm tốn. Còn nếu như bạn không nhận ra được điều đó và cứ khăng khăng cho rằng mình luôn hoàn hảo nhất, thì đó chính là tự mãn, tự kiêu. Tiếp theo, đặc điểm thứ hai, làm việc cật lực. Bạn thân mến, thành công luôn đòi hỏi sự chăm chỉ, cố gắng không biết mệt mỏi. Hãy thử đọc những cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của những người thành công nổi tiếng trên thế giới. Bạn sẽ thấy họ đều có một điểm chung, đó là làm việc vô cùng chăm chỉ, cật lực. Bill Gates gần như không ngủ, không thay đồ, không làm gì ngoài lập trình, đi lại và lập các chiến lược quan trọng. Trong một ngành có vô số những người thông minh, ông vẫn vượt lên và chạm đỉnh thành công nhờ làm việc cực kỳ chăm chỉ. Mark Cuban không đi nghỉ một lần nào trong 7 năm liền trong lúc mở công ty đầu tiên của mình. Elon Musk nói, bạn chỉ cần làm việc 80 đến 100 tiếng mỗi tuần. Nếu người khác chỉ làm việc 40 giờ trên tuần và bạn làm việc 100 giờ trên tuần, thì kể cả khi làm công việc giống nhau, bạn cũng biết rằng chỉ trong 4 tháng mình sẽ đạt được những gì mà người khác mất đến 1 năm. Jeffrey Immelt, cựu CEO của General Electric, làm việc 100 giờ trên tuần trong suốt 24 năm. Trong một công ty đầy những người chăm chỉ, ông vẫn vươn lên hàng đầu nhờ làm việc cật lực. Tim Cook của Apple vẫn muốn là người đầu tiên xuất hiện ở công ty và là người cuối cùng rời khỏi đó. Và bạn thấy đấy, sự cần cù chăm chỉ rõ ràng là mang lại cho họ kết quả tốt đẹp. Do đó, làm việc chăm chỉ là chìa khóa thành công. Làm việc chăm chỉ dẫn đến tự chủ, tự tin,
góp phần trong việc xây dựng tính cách. Những người thành công biết tầm quan trọng của những công việc khó khăn và họ chấp nhận nó bằng cách tạo dựng thói quen chăm chỉ. Đặc điểm thứ ba cho biết một người có sức hút với sự thành công đó là kiên trì. Sự kiên trì là một yếu tố quan trọng trong hành trình vươn tới sự thành công. Kiên trì là khả năng giữ vững niềm tin và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của bạn ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như bạn mong đợi. Mọi sự nỗ lực và mọi sự cố gắng không ngừng nghỉ ở trong suốt một thời gian dài chắc chắn sẽ có thể giúp bạn trở nên thành thạo và chuyên nghiệp hơn ở trong bất cứ một công việc gì. Bạn có thể không biết gì về những thiết bị máy móc và bạn không biết cách làm sao để có thể sản xuất ra một bộ quần áo hay không biết làm sao để sử dụng máy tính. Tất cả đều không phải là những vấn đề đáng lo ngại. Bởi vì trên thực tế sẽ không có ai sinh ra là đã biết làm tất cả mọi công việc. Không có ai ngay từ nhỏ và trong một khoảng thời gian rất ngắn đã có thể thành thạo được tất cả các thiết bị máy móc và cách sản xuất những sản phẩm. Mà đều sẽ cần phải có một quá trình rèn luyện thường xuyên. Tỷ phú Jack Ma chính là bài học về sự kiên trì. Đối với ông, kiên trì chính là chìa khóa để vượt qua thất bại và đi đến thành công. Tài sản của ông không khiến người ta khâm phục bằng số lần thất bại của ông. Điều quan trọng không phải là bị từ chối việc làm 10 lần, 20 lần hay 30 lần, mà quan trọng là bạn đã kiên trì, đã dám thử thách và dám chấp nhận thất bại. Ông đã chứng minh rằng chẳng có thất bại nào có thể ngăn cản được người ta chinh phục ước mơ. Nếu không bỏ cuộc, bạn sẽ vẫn có cơ hội. Bỏ cuộc mới chính là thất bại lớn nhất. Tiếp theo, người thành công là người luôn có tinh thần lạc quan. Hãy quan sát thế giới xung quanh, bạn sẽ nhận ra một điều rằng tinh thần lạc quan ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin. Trong những bước đầu của hành trình đi đến thành công, những người luôn lạc quan về việc đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với một số trở ngại, mức độ lạc quan ở hầu hết mọi người giảm đi đáng kể, dẫn đến việc họ bỏ cuộc. Chỉ những người lạc quan bất chấp bất cứ điều gì xảy ra mới là những người đạt được thành công. Những người lạc quan thường không bỏ cuộc vì ngay cả khi họ phải đối mặt với những trở ngại, họ luôn tin rằng thành công đã đến gần. Và đặc điểm cuối cùng cho thấy một người có sức hút với thành công đó là sự tự tin. Những người thành công về tài chính thường có niềm tin vào khả năng của họ. Họ tin vào kỹ năng của mình và họ biết rằng không gì có thể ngăn cản họ. Bên cạnh đó, một người tự tin sẽ dễ dàng đạt được thành công vì họ tin vào khả năng của mình để vượt qua bất kỳ vấn đề nào mà họ có thể gặp phải. Sự tự tin giúp một cá nhân tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi họ biết rằng sắp tới sẽ có một chặng đường rất gian nan và đầy thử thách về tinh thần. Mặt khác, một cá nhân thiếu tự tin rất dễ bị bỏ cuộc vì họ sẽ nản lòng trước vấn đề nhỏ nhất mà họ có thể gặp phải. Ngoài ra, một người thiếu tự tin thường không suy nghĩ thấu đáo vì thiếu niềm tin vào bản thân sẽ khiến họ đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc. Cuối cùng, một người thiếu tự tin sẽ luôn bỏ cuộc vì họ né tránh những trở ngại, đơn giản bởi vì họ không nghĩ rằng họ có thể vượt qua chúng. Các bạn thân mến, chẳng có ai sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người thành công, bởi ngay cả sự may mắn cũng vẫn được coi là một loại năng lực. Và như bạn vừa lắng nghe đấy, năm đặc điểm của người thu hút thành công thực tế đều nằm ở tính cách, thái độ với cuộc sống. Tất nhiên, tính cách và nhãn quan cuộc sống có thể xuất phát từ bản năng, nhưng chắc chắn sẽ vẫn có người không biết làm cách nào để sống lạc quan, không biết làm sao để tự tin hơn vào chính mình. Cho nên sau cùng, chúng ta nhận ra rằng cội nguồn của sự thành công nằm ở năng lực của mỗi người. Vậy cần làm gì để nâng cao năng lực bản thân, giúp bạn gặt hái thành công? Bí quyết thành công mách bạn 4 mẹo nhỏ sau đây nhé! Thứ nhất, học cách nói không. Trong một bữa tiệc có sự góp mặt của Bill Gates và Warren Buffett, một thanh niên trẻ tiến lại gần hai huyền thoại đương đại này và hỏi: "Hai ngài là người giàu nhất hành tinh, liệu hai ngài có thể cho tôi biết bí quyết thành công lớn nhất của hai ngài được không?" Ngay lúc này, cả Bill Gates và Warren Buffett cùng quay lại đáp: "Tập trung."
Những người có năng lực cao nhất trong xã hội chúng ta ngày nay là những người vô cùng tập trung. Họ luôn tập trung các nỗ lực, thời gian và tâm trí của bản thân vào những công việc quan trọng nhất và luôn nói không với những công việc không quan trọng. Nhưng đa phần mọi người lại thực hiện điều ngược lại. Theo như nghiên cứu của Brian Tracy, chuyên gia hàng đầu thế giới về kinh doanh và phát triển năng lực cá nhân, thì trung bình một người bình thường chỉ làm việc 1,5 tiếng trên ngày. Thời gian còn lại họ dành để trò chuyện với đồng nghiệp, uống cà phê, lướt Facebook hoặc vào mạng xã hội. Điều này khiến cho phần đa mọi người dành rất nhiều thời gian ở văn phòng nhưng không tạo ra được nhiều giá trị như họ mong muốn. Thứ hai, lên kế hoạch ngày hôm sau vào đêm trước đó. Brian Tracy, một diễn giả và tác giả người Mỹ gốc Canada chuyên về chủ đề phát triển bản thân, từng nhận định: một phút bạn dành ra để lập kế hoạch sẽ tiết kiệm 10 phút thực thi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ bằng việc liệt kê tất cả các việc bạn cần làm vào ngày hôm sau, thiết lập các ưu tiên cho công việc và đưa chúng vào khung thời gian cụ thể, bạn sẽ ngay lập tức gia tăng hiệu suất làm việc lên 25% ngay trong ngày tiếp theo. Nguyên nhân là vì khi bạn lên kế hoạch ngày hôm sau và đêm ngày hôm trước, tiềm thức của bạn sẽ làm việc cả đêm trong lúc bạn ngủ để tìm cho bạn những cách thức để thực hiện các công việc hôm sau nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thứ ba, rèn luyện sức khỏe giúp nâng cao năng lực của bản thân. Jim Rohn, biểu tượng trí thông thái của nước Mỹ từng nói: hãy đối xử tốt với cơ thể của bạn, vì đó là nơi duy nhất bạn có thể sống. Chúng ta có thể có được mọi thứ chúng ta muốn trong thế giới vật chất, nhưng nếu chúng ta không có được một sức khỏe đủ tốt để tận hưởng những tiện nghi từ thành công đó, thì cũng thật khó để cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc từ cuộc sống. Để có được một sức khỏe tốt và tràn đầy sức sống, các chuyên gia đã khuyên chúng ta cần dành ít nhất 200 phút trên tuần hoặc 30 phút trên ngày để tập thể dục và nâng cao sức đề kháng. Chỉ khi cảm thấy thực sự khỏe mạnh và sảng khoái, khi đó một ngày của chúng ta mới có thể trở thành kiệt tác. Thứ tư, luôn biết ơn những điều đang có. Jack Canfield, chuyên gia hàng đầu của nước Mỹ về thành công cá nhân, từng nhận định: để nâng cao năng lực của bản thân, chúng ta cần xem trọng lòng biết ơn. Lòng biết ơn là thành phần đơn quan trọng nhất cho một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy. Bản chất của cuộc sống ngày nay là bạn sẽ ngày càng có nhiều việc phải làm, ngày càng có nhiều điều phải lo, ngày càng có nhiều thử thách để vượt qua, và các vấn đề sẽ còn ngày càng khó khăn hơn trước. Thứ duy nhất khiến cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, không đâu xa, nằm ngay ở trong thái độ của mỗi chúng ta. Với một thái độ sống tích cực, chúng ta sẽ thấy được những điều tốt đẹp từ cuộc sống, ta sẽ thấy được cơ hội trong mỗi khó khăn, ta sẽ thấy được bài học trong mỗi thất bại, ta sẽ thấy được niềm tin vào cuộc sống. Các bạn thân mến, ngay cả khi thế giới này có hàng tỷ người, thì cơ hội thành công vẫn sẽ luôn được chia đều cho tất cả mọi người. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà bạn không phấn đấu để đạt được sự thành công cả, vì cơ hội thành công cũng dành cho cả bạn mà. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên đỡ chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.